thân phụ cầu siêu độ. Có vị bác sĩ họ Hoàng đột nhiên mắc bệnh rất lạ, hễ trời vừa tối là hai mắt của ông đứng tròng, không nói năng, không ngủ ghê gì, mà còn tay đấm chân đá. Nhưng trời vừa sáng thì ông trở lại bình thường. Nghe nói từ hồi phát bệnh đến giờ đã có 6 bác sĩ chuyên khoa đến khám bệnh cho ông, nhưng thấy đều bó tay hết cách. Vợ của ông cũng thử trị liệu theo khí công đương thời, nhưng bác sĩ Hoàng chẳng tin, căn bản là không chịu đi. Sau đó vợ bác sĩ Hoàng được Lý giáo sư nhiệt tâm giới thiệu, nên bà định đến cầu hòa thượng xem bệnh giùm cho. Bà Hoàng kể chồng mình ngay cả khí công cũng không tin, vì vậy e là ông không thể đến để cho hòa thượng xem cho. Ông xã bà luôn cho rằng tất cả đều là mê tín. Sau đó khi về nhà, bà Hoàng kể ra chuyện này để thăm dò ý chồng thử. Nào dè mắt bác sĩ Hoàng sáng lên, cuống quýt hỏi: "Bà nói hòa thượng đó tên gì?" Khi nghe nói đến mấy từ hòa thượng Diệu Pháp thì ông tỏ vẻ nôn nóng đến mức không thể đợi, nằng nặc đòi liên lạc với giáo sư Lý cho bằng được, còn ngỏ ý muốn bái hòa thượng làm thầy. Mấy ngày sau, tôi cùng giáo sư Lý, vợ chồng bác sĩ Hoàng lên xe đến Ngũ Đài Sơn để bái kiến hòa thượng cho kịp trước khi trời tối. Nhưng vì tôi đề nghị phải gọi điện trước nên sư phụ đã có chuẩn bị. Sư phụ hỏi bác sĩ Hoàng: "Phụ thân của ông còn hay mất?" Bà Hoàng đáp thay cho chồng: "Dạ, mất đã gần 2 năm. Sư phụ nói: "Ông có 2 người anh, nhưng phụ thân thương ông nhất." Lúc này do trời đã tối nên bác sĩ Hoàng hai mắt bắt đầu đứng tròng, một mực không nói năng chi. Bà vợ vẫn đáp thay: "Dạ sư phụ, ngài nói rất đúng. 2 người anh ở tại cố hương, còn ông xã con thì ở chốn thị thành. Từ nhỏ ba chồng con thương anh ấy nhất." Hòa thượng giải thích: "Cha của y lúc sinh tiền nghiệp sát tương đối nặng, nên sau khi chết phải thọ khổ tại ác đạo. Ông biết con trai có Phật duyên sẽ giúp giải cứu được mình, nên từng báo mộng cho y, nhưng y không tin. Vì vậy để thoát ly khổ ải, ông ta bất đắc dĩ phải áp dụng hạ sách dựa xác con để ép đó đến cửa Phật cầu cứu giúp. Các vị xem, hiện thời nhãn thần của y đã trở nên bình thường rồi phải không?" Lúc này mọi người quay sang nhìn bác sĩ Hoàng, thấy mặt ông đã trở nên hồng hào tươi tắn, đôi mắt đã linh hoạt trở lại như thường. Sư phụ lại nói tiếp: "Đợi một chút, trước tiên các vị hãy dẫn y lên chánh điện bái Phật. Hôm sau sẽ lập bài vị cầu siêu cho phụ thân y tại điện Địa Tạng Vương. Đương nhờ sức mạnh tụng kinh của chư tăng, phụ thân y sẽ ly khổ đắc lạc." Đột nhiên bác sĩ Hoàng bỗng quỳ xuống dưới chân hòa thượng, vẻ mặt kiên quyết, nài nỉ: "Sư phụ, con muốn bái ngài làm thầy, xin thầy hãy thu nhận con." Bà Hoàng nghe nói thế, mặt lộ vẻ lo lắng, căng thẳng, chẳng biết làm sao. Chỉ thấy hòa thượng mỉm cười bảo: "Được rồi, con hãy làm đệ tử tại gia của Phật Môn." Khi tôi hướng bà Hoàng giải thích đệ tử tại gia là thế nào rồi thì bà mới thở phào. Nãy giờ bà lo là vì hiểu nhầm, cứ tưởng rằng chồng mình đòi xuất gia. Chúng tôi cúng vái chào sư phụ và đem cúng phẩm lên chánh điện nhất tề bái Phật. Tối hôm đó chúng tôi ngủ tại phòng chiêu đãi khách nằm ở ngoài chùa. Hơn nửa năm rối ren, cuối cùng bác sĩ Hoàng đã ngủ được bình an. Hiện giờ bác sĩ Hoàng đang tập tu rất tinh tấn, siêng năng. Xưa nay bản chất ông vốn ít nói, nhưng khi nghe mọi người tán dương mình, mặt ông tươi lên, hớn hở bảo: "Đây là nhờ tôi nhân quả mà được phúc đó nha." Vì bác sĩ giàu kinh nghiệm, từng là nạn nhân và trực tiếp nếm qua chứng bệnh kỳ quái mà y học vô phương cứu chữa, chính nhờ sự trợ giúp của bậc cao tăng đắc đạo.
mà cha ông được tiêu trừ túc nghiệp và ông có thể bén duyên sâu với Phật môn như hiện nay. Hứa Tiên Sinh. Vợ chồng Hứa Tiên Sinh là thương gia, ngụ ở Mã Lai. Họ có đứa con trai tên là Vũ Hùng. Hùng không chăm chỉ học hành, lại ưa giao du bạn xấu, ngày ngày ở ngoài chơi hoang lưu lỏng. Hứa Tiên Sinh đành cho con đến Anh Quốc học, mong nó lìa xa bạn xấu, may ra nên người. Đến Anh Quốc, Hùng vẫn chứng nào tật nấy, ngày ngày đi khắp nơi trung tiền mua vui. Cho đến khi Hứa Tiên Sinh làm ăn thất bại, kinh tế túng bấn, đành kêu con ngưng học hồi hương. Thế nhưng thằng Hùng đã nghiền ma túy, không những nó vô phương trợ giúp sự nghiệp cho cha, mà còn đem ngôi nhà và toàn bộ tài sản còn lại của ông bán hết. Ông Hứa buồn rầu sinh bệnh, trước phút lâm chung ông mới ăn năn sám hối, kể ra một sự thật mà từ trước tới giờ không ai biết như sau. Hồi xưa ông làm thư ký cho một phú thương, nhưng ông lại có tình ý với vợ chủ nhân. Lần nọ, nhân lúc ông chủ về thăm quê, ông đã giăng bẫy tạo nên tai nạn xe khiến chủ nhân chết thảm. Thế là toàn bộ những gì của ông chủ gồm gia sản của bà chủ đều rơi vào tay ông. Những gì mong cầu đều đã đạt thành. Ông Hứa và vợ phú thương bèn xa chạy cao bay, đi đến nơi khác xây tổ uyên ương. Một năm sau họ sanh con, chính là cậu quý tử Vũ Hùng. Và cuối cùng, sau khi tiêu xài hết tiền bạc của cha, Hùng đã đem toàn bộ gia sản của cha bán sạch. Đến nỗi ngay sau khi cha mất rồi, phía quan tài Hùng cũng không đủ sức để mua. Mẫu thân y cũng bị ung bướu mà chết. Có thể nói họ Hứa hoàn toàn lâm vào cảnh gia phá nhân vong. Vì sao hài nhi khóc? Đầu xuân năm đó, Tiết Nhan là nhà láng giềng đột nhiên gọi điện cho tôi nhờ trợ giúp, kể rằng anh đến chúc Tết nhà của sếp, gặp lúc hai vợ chồng họ bối rối khốn khổ, nhìn đứa con mới sinh được hơn một tháng tuổi khóc thét không ngừng suốt hai ngày nay. Do các bệnh viện không tìm ra nguyên nhân vì sao bé khóc, nên lòng họ cứ nóng như lửa đốt. Tiết Nhan thấy tình cảnh này vừa gọi điện cho tôi cầu cứu. Tôi cũng nghe rõ tiếng đứa bé đang khóc rất dữ, bèn chuyển điện thoại đến cho sư phụ. Sư phụ bảo Tiết Nhan trao điện thoại cho mẹ bé, rồi nói: nhà các người có phải rất ưa ăn hải sản, tôm cua cá không? Họ đáp: dạ phải, dân ở Đài Loan á thường ăn các thứ này nè, mà chúng tôi cũng vậy nữa. Sư phụ bảo: nếu bây giờ hai vị phát tâm không ăn hải sản nữa và chịu niệm Phật siêu độ cho những con vật đã ăn qua, thì con các vị sẽ lập tức ngưng khóc ngay. Họ không hiểu, chất vấn: đứa bé khóc thì có liên quan gì tới việc ăn tôm cua cá của chúng tôi chứ? Sư phụ giải thích: Đài Loan đạo Phật rất thịnh, thế mà hai vị đối với Phật giáo lại không biết chút gì sao? Họ đáp: chúng tôi là ngoại đạo, theo tín ngưỡng thờ lão gia của Đài Loan, mà đạo này không cấm ăn các thứ hải sản tươi sống. Sư phụ nói: thần thức các loài thủy tộc mà hai vị đã ăn qua đang ôm hận và trực sẵn chờ đợi thời cơ báo thù. Nhưng do hai vị hiện thời phúc báo chưa tận, tuổi trẻ dương khí thịnh, nên các oan gia này bèn chuyển sang quấy rối đứa nhỏ. Chúng hóa hiện thành đủ hình dạng xấu xí để nhát dọa hù cho đứa trẻ sợ. Các vị có thấy hai cánh tay của bé không ngừng quơ quơ giữa không trăng? Đó là vì muốn chống lại những linh quỷ dị dạng xấu hình đang quấy phá, tức là khiến nó sợ hãi khóc mãi không ngừng. Quan gia đang dùng cách này làm cho các vị phải sầu muộn lo lắng, tâm lực tiêu tụy. Như thế thì chẳng bao lâu nữa là chúng có thể đạt được mục đích báo thù. Phải biết các ấu nhi dưới 3 tuổi bình thường đều còn dục nhãn thông, nghĩa là có thể nhìn thấy cảnh giới
mà mắt người không nhìn thấy. Sau 3 tuổi, do dục vọng thế gian tăng gia, dần dần che mờ hết, nên chúng sẽ thấy bình thường lại như người lớn. Nếu muốn quan gia không quấy nhiễu hù dọa đứa bé nữa, thì ngay bây giờ, hai vợ chồng phải lập tức phát thệ không ăn hải sản nữa. Hai vị cần tuyên bố như vậy. Rồi sau đó, phải vì những con vật mình từng ăn qua, niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật để siêu độ chúng. Làm được vậy thì cháu bé sẽ ngưng khóc ngay. Ta biết hai vị không tin, nhưng lẽ nào không muốn thử nghiệm xem sao ư? Đối phương do dự một lúc, bất đắc dĩ đành phải phát lời thề nguyện. Chúng tôi từ nay về sau không ăn hải sản nữa. Sau đó, sư phụ dạy họ niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Họ chỉ lặp lại mới vài câu thì tiếng khóc đứa bé nhỏ dần, rồi từ từ dứt hẳn. Điều này khiến cho ông chủ Đài Loan cảm thấy bất ngờ và bị chấn động, cất tiếng cảm tạ sư phụ. Vợ ông cũng bật khóc, nói cảm ơn lia lịa như người mái. Sư phụ bảo họ: hiện giờ đứa bé đã ngừng khóc. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, hàng ngày các vị phải vì những con vật mình ăn qua, siêng năng niệm Phật, siêu độ chúng. Chưa hết, từ đây về sau còn phải phóng sinh cho nhiều để giúp tiêu nghiệp cũ. Nên dính chút thời gian đến thiền viện Đại Bi thỉnh một số kinh sách về đọc. Hai vợ chồng đều hứa nhất định họ sẽ làm theo và siêng năng lễ tụng. Hai ngày sau, Tiết Nhan cùng hai vợ chồng họ đi đến tìm Hòa Thượng Diệu Pháp lễ tạ, nhưng sư phụ đã ra đi từ tối hôm qua. Tôi bảo họ hãy đem lễ vật cúng dường thiền viện Đại Bi. Hộ trì Phật Pháp bằng đức hạnh. Tôi hỏi sư phụ: con thấy nữ sĩ kia một mực chí thành hộ trì tự viện, hay bố thí tham gia pháp hội, nhưng hiện giờ bà đang bị ung thư phổi, bệnh viện nào cũng không trị nổi. Xin hỏi sư phụ, nguyên nhân căn bệnh của bà là gì? Sư phụ đáp: làm người không nên để cho tâm danh lợi làm lụy, chẳng nên khởi tâm cống cao ngã mạn. Phải biết lúc ta đến cõi đời này vốn là trần trụi, thì khi lìa thế gian vẫn phải trắng tay, không đem theo được gì. Danh lợi giống như khói mây thoáng qua, không nên vì danh lợi mà khởi tâm cống cao ngã mạn. Chỉ có tâm thanh tịnh mới được Phật quan gia hộ. Nếu dùng tâm xấu, tâm cống cao ngã mạn mà bố thí tài vật cho chùa, thì tự viện giống như cung điện chứa vàng chất bạc. Kẻ cúng bằng tâm chứa độc như thế, chỉ làm nhiễm ô người tu hành phạm hạnh. Còn nếu không những đem tài vật cúng dường, mà còn biết dùng đức hạnh hộ trì tự viện, thì tự viện mới thành là đạo tràng vạn đức trang nghiêm, hóa độ thập phương rộng rãi. Hãy bảo bà ấy, ngoài việc tu tâm sửa tính, giữ lòng khiêm cung ra, còn phải tụng kinh Địa Tạng để tiêu trừ túc nghiệp. Khi tụng kinh không nên tham nhiều, tham mau, đọc lua lua. Trong lúc tụng kinh cần chú ý tâm, khẩu, mắt phối hợp hộ tương cho đồng, chẳng nên hôn trầm, tán loạn. Tụng từng chữ, từng câu cũng đồng như tụng ngàn chữ, ngàn câu. Tụng một bộ kinh giống như tụng ngàn bộ kinh. Như vậy, pháp giới chúng sinh mới được hưởng lợi ích. Không chỉ giữ gìn ngôn hạnh không tham, sân, si, mà phải hằng có tâm điều phục chúng. Giống như làm cỏ phải diệt tận gốc, mới không lưu lại hậu hoạn. Khi tôi đem lời sư phụ dạy chuyển đến nữ cư sĩ này rồi, bà nói:
Sư phụ phê bình rất đúng. Bà nhìn nhận đây là khuyết điểm bản thân mình và chân thành biểu lộ sự ăn năn. Sau đó bà buông bỏ hoàn toàn, không thèm quan tâm đến chuyện bệnh tật nữa, cứ ở nhà tụng kinh Địa Tạng. Khi tụng đến bộ thứ bảy thì cảm thấy bệnh trên thân thể như lành được một nửa. Lúc đến y viện kiểm tra thì bú ác tính đã chuyển sang lành tính. Bà được niềm vui quá ước mong, càng tăng thêm niềm tin đối với sư phụ. Khi bác sĩ đề nghị phẫu thuật, bà không chịu, quay về nhà kiên trì tụng kinh Địa Tạng. Lúc tụng đến bộ thứ 19 thì cảm thấy sức khỏe tràn đầy. Hàng ngày bà lễ Phật hơn 100 lạy mà không thấy mệt. Sau đó bà lại đến bệnh viện tái kiểm tra, thấy khối u trong phổi đã hoàn toàn biến mất, không còn lưu lại một dấu vết nào. Quả thực đúng là kỳ tích. Đến nay đã gần 5 năm. Mùa xuân năm 2000, bà đi xe từ Thiên Tân đến thăm tôi. Tôi thấy sức khỏe của bà còn khỏe hơn hồi tuổi trẻ rất nhiều. Thật là lạ, pháp ngữ của Hòa Thượng, Hòa Thượng Diệu Pháp từ bi khai thị như cam lồ rưới đảnh, khiến người nghe không ai là chẳng khai sáng tâm, pháp hỷ sung mãn. Xin ghi lại một phần pháp thoại ấy như sau. Bạch Hòa Thượng, vì sao có người giết vật gì lâu dần mặt họ lại giống con vật đó? Lúc con vật bị giết, lòng đầy kinh hoàng, oán hận, hồn phách khó siêu, mà thường theo kẻ thủ ác, chờ lúc phúc họ suy để báo oán. Lâu dần, thân hình kẻ đồ tể đó bị đồng hóa, nên sẽ có vẻ mặt và dáng dấp hao hao giống loài vật đã bị họ giết chết. Cái này có thể giải thích giống như ảnh hưởng môi trường, hoàn cảnh, hành vi. Dĩ như một kẻ cắp sách tới trường, thời gian sau sẽ có dáng dấp thư sinh. Kẻ buôn bán sẽ có dáng dấp thương gia. Kẻ làm ruộng có dáng nông phu. Kẻ làm việc chân tay có dáng công nhân. Riêng kẻ đồ tể, thân xác luôn mang mùi tanh tưởi, chứa đầy thù hận của các con vật bị họ sát hại, nên thân toàn ác nghiệp, tâm chứa đầy xấu độc. Và họ giết loài nào nhiều nhất thì họ sẽ mang hình dáng con vật đó. Đây cũng là điềm báo, sau khi chết họ sẽ thành loài đó. Đọc trong sử, chúng ta thấy mẹ ông Mạnh Tử phải dời nhà 3 lần vì muốn con mình được sống trong môi trường thiện lành, có được ảnh hưởng tốt. Điều này dễ hiểu thôi. Gần trường học sẽ làm quen với tính hiếu học, chơi với kẻ đánh bạc sẽ trở thành người ham mê đỏ đen, giao du với người hiền thì trở thành lương thiện. Nếu thường thân cận Phật Thánh sẽ có tâm như Thánh, nhan diện sẽ hiền lương như mặt Phật. Vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Những kẻ sống bằng nghề đồ tể, thân tâm đều có ác khí rất nặng. Tất nhiên bản thân và chỗ ở của họ luôn ẩn chứa họa tai, một khi phúc suy thì báo ứng đến. Vậy nếu như ăn thịt gà thì sao thầy? Loài gà tuy được nuôi bằng sự tiến bộ của văn minh loài người, song về vệ sinh, ăn uống, chốn ở đều nằm trong phạm vi một cái chuồng chật hẹp, nên chúng mắc bệnh cúm rất nhiều. Vì vậy mà thân thể bị nhiễm đầy chất độc của bệnh cúm. Chúng mang hình thể thú vật, có đau ốm cũng ít ai biết, lại chẳng được uống thuốc men, luôn ẩn chứa mầm bệnh trong mình. Người đời mê ăn thịt, không biết họa hại ẩn ở trong. Cứ nấu ăn thịt đó, tưởng là ngon, bổ, không ngờ rằng ăn sẽ mang bệnh vào thân. Tục ngữ có nói, bệnh tùng khẩu nhập, tức là bệnh vào từ miệng. Còn trong kinh sách thường nhắc, ăn 8 lượng
phải trả nửa cân. Ăn thịt nhiều rất có hại, đó là sự thật. Có khi không chỉ trả nửa cân mà còn phải trả cả mạng sống. Nhiều người ăn đủ thứ thịt, bị mỡ thừa tích tụ, thân đầy độc chất, máu bị nhiễm trược, cơ thể bị trúng phong, sinh cao huyết áp, ung thư, cuối cùng hết thuốc chữa. Nếu nói thực tế, chưa bàn đến nghiệp báo, thì nội chuyện ăn mặn đã rất có hại rồi. Vì rước mầm bệnh, tâm oán hận vào mình, lâu ngày thành ung bướu, không chết gấp thì cũng chết từ từ, bệnh hành đau đớn. Con vật trược khí nhiều, từ tư tưởng đến phẩm hạnh đều thấp hèn. Vì gieo nghiệp xấu tệ mà đọa làm thú, tâm thân đều là nguyên tố xúc sinh. Con người ăn thịt chúng vào, nạp mãi nguyên tố thấp, thì thân thể thuần là tố chất của loài vật. Người ăn thịt thiếu lòng từ, thân đầy trược khí, rất không tốt. Người biết tu phải nuôi dưỡng lòng nhân, bảo vệ phẩm chất thanh tịnh. Khi ăn thịt những loài gia súc, vô tình tính linh của người sẽ bị tính linh của vật làm ô nhiễm, ảnh hưởng tới công phu tu. Hơn nữa, ăn chay giúp tiết dục, tĩnh tâm, giúp ích cho sự tu tập rất nhiều. Vì cơ thể máu thịt của súc sinh ô trược, tính linh dơ bẩn, ăn vào dục nhiều, tinh thần tối tăm. Cho nên từ cổ chí kim, những bậc tu sĩ đều ăn chay là vậy. Nói thực tế, ăn thịt nhiều rất có hại, chẳng ích lợi gì, nhất là người lớn tuổi, sức đề kháng suy yếu, ăn nhiều thịt không tiêu hóa hết, phần dư thừa lại nằm trong cơ thể, khiến sinh ra đủ chứng bệnh. Cho nên ăn ít hại ít, là đệ tử Phật thì tốt nhất không ăn thịt, vừa trưởng dưỡng từ tâm, không tạo ác, vừa giữ thân thanh sạch. Có nhiều loài nhỏ như côn trùng, chim chóc, con người ăn một miếng là sát hại một mạng sống, hoặc chục mạng, trăm mạng. Con vật cũng có quyền được sống, giết chóc chúng bừa bãi, không những làm thương tổn tình người, mà còn phá hoại môi trường sinh thái thiên nhiên, hủy diệt lòng từ ái. Đức Phật thương yêu tất cả chúng sinh. Chúng ta là đệ tử Phật, cũng nên học theo hạnh Ngài, hãy đối xử từ ái với loài vật. Dạ, có cư sĩ muốn kiến thiết đạo tràng, hành nhiều bố thí, xin thỉnh giáo Ngài làm sao để tụ được nhiều tiền tài ạ. Tài sản, tiền bạc giống như củi, tụ nhiều vô ích. Chỉ một mồi lửa là thiêu cháy thân dễ dàng. Củi có thể giúp tỏa nhiệt, nhặt đâu cũng có, dễ tìm đầy rẫy. Không nên tham muốn có nhiều, vì tàn ẩn họa ở trong. Có cái thầy nọ bói cô ấy á, mấy năm nữa đi vào quan vận mà không có tài vận, vì vậy á không cho giữ chức tổng giám đốc công ty. Nói vậy thì vô lý quá, xin thầy khai thị ạ. Dù nói số mệnh, nhưng người tu hành có thể cải đổi số mệnh. Đã gọi là số mệnh thì có 3 phần là mệnh, 7 phần là vận. Đây chính là thời vận. Cho nên nói, thời tới thì phát huy. Vì vậy chuyện nắm bắt thời cơ rất quan trọng, là then chốt. Nhưng làm sao để nắm bắt? Việc này phải xem ngộ tính của một cá nhân, đồng thời phải nhìn sự tu trì bình thường của y. Ngộ đạo rồi, liền có thể nắm bắt thời cơ, cũng có thể cải đổi vận mệnh mình. Dạ thưa thầy, có một cư sĩ ở Thiên Tân, mấy năm trước được bạn tặng cho một con chó giang tô tên là A Lý. Từ lúc cư sĩ này ăn chay, con chó cũng không có ăn thịt. Mỗi khi chủ nó tụng kinh sớm tối, thì nó đều nằm phục một bên, giống như là nghe kinh vậy đó. Nhưng mà khi ra đường đó thầy, hãy nó gặp con chó cái đến ve vãn á, là nó luôn quay đầu bỏ đi. Sau này phát hiện trên đầu nó có vết sẹo,
giống như là lúc thọ giới đốt hương chấm vào. Vậy việc này là thế nào? Tuy mang thân chó, nhưng nó không ăn thịt, ưa ăn chay, lại không có tâm ái dục, ưa nghe kinh, thính pháp, thích thân cận thiện tri thức, không có tâm tranh đấu. Nó là một người tu trong thân súc sanh. Bởi vì trên đầu nó có giới điều hiển hiện, Phật từng hóa làm thân nai. Trong Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm cũng từng giảng Bồ Tát Quan Thế Âm hiện đủ các thân để hóa độ chúng sinh. Nhân đó, chuyện này không có gì lạ. Con chó đó là hiện thân thuyết pháp. Người ta có thể làm việc chung với những kẻ khắc tuổi khắc mệnh được không thầy? Đoàn thể học Phật là lò luyện lớn, có thể dung chứa hết tất cả. Phật pháp là chí cương, không có gì xô ngã. Phật pháp cũng chí nhu, rất mềm mại, không có gì đâm thủng. Bởi vậy, chỉ cần mọi người nương vào chánh niệm thì có thể chung tay dựng xây việc lớn. Mạnh cư sĩ, Hồng cư sĩ sắp kết hôn, muốn xin thỉnh giáo sư phụ. Hy vọng họ sau khi kết hôn lập nên gia đình Phật hóa, thành những đồ đệ tu hành tại gia mẫu mực. Đạo làm vợ kính yêu phu quân, sự tốt với mẹ chồng cần kiệm hộ nhà, xuất nhập điều độ, dinh nhục đồng hưởng tuyệt không than oán. Đạo làm chồng thương vợ như em, không lìa không bỏ, không sợ khốn khổ, đem thân làm gương, dạy con thành tài. Hai cư sĩ nếu có thể làm theo đây, tất gia đình hòa thuận hạnh phúc, tương lai hết nghiệp ta bà, đồng sinh cõi tình tu hành. Dạ, con muốn hỏi sư phụ, con của người cư sĩ kia sang năm thi vào học viện mỹ thuật Thiên Tân, muốn hỏi sư phụ cháu có thể thi đậu không? Làm người cần chánh, làm con cần hiếu, làm học trò cần siêng, tâm cần tu sửa an định. Đạt được bốn điểm này thì có thể tùy tâm mong muốn sự nghiệp thành. Dạ, con rất ưa giảng Phật pháp cùng người, phải chăng có chỗ không đúng? Giảng pháp cần chú ý gì? Xin sư phụ cứ dạy. Hoằng dương Phật pháp cố nhiên là việc tốt, nhưng cần chú ý thời gian, không nên mặc tình hành sự. Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 2 giờ đến 5 giờ. Đây là thời gian giảng pháp tốt nhất. Một lần giảng không quá 3 tiếng. Người giảng tinh thần sức lực sung mãn, người nghe chú ý tập trung, dễ thâm nhập, thể hội lãnh ngộ Phật lý. Vượt quá mức thì tinh thần mỏi mệt, nói nhiều vô ích. Người làm thầy nhất định phải tuân giữ quy củ, trước phải điều phục mình, sau mới điều người. Sống không hành đúng pháp chính là phá hoại đạo làm thầy. Thế thì sao có thể là vô phạm cho hàng hậu học? Cẩn thận ghi nhớ. Tu làm sao mới được lợi ích hả thầy? Tu hành là chịu khổ. Khổ vì phải nhẫn điều khó nhẫn, lại giống như người nuốt độc dược mà muốn nôn ra vậy. Nhưng bạn vĩnh viễn không thể mong một người khác nôn dùng độc dược của mình. Nghĩa là tật tánh của mình phải do mình sửa. Tu hành không nên gấp, không nên nông nóng cầu mau thành. Chư Phật Bồ Tát đều tùy thời, tùy duyên từ bi gia trì cho bạn. Nhưng các bạn trước tiên phải đem tam độc, tức là tham, sân, si, lỡ nuốt vào từ vô thị kiếp đến nay, nôn hết ra, mới có thể nếm được mỹ vị cam lộ. Đây gọi là ói cái cũ, nạp cái mới. Cho nên học Phật trước phải phá ngã chấp,
không nên thấy toàn thị phi, mắt chỉ lo nhìn lỗi người. Phải biết, các oán ghét đối nghịch trong đạo đều do nghiệp chướng bản thân từ nhiều kiếp đến nay chiêu cảm nên. Phải chí thành sám hối mới có thể bình lặng tất cả. Còn những phản ứng kình chống ngang ngược, phí phạm của trời, tội rất lớn. Một ký giả tờ báo X nhiều lần nghe sư phụ giảng pháp, chỉ rõ nguyên nhân bệnh cho những người bệnh đến cầu khai thị. Một hôm, cô hỏi sư phụ: con bị bao tử nhiều năm, đã chữa trị mà không có thấy kết quả, có phải do đời trước con làm điều gì xấu không? Sư phụ hỏi: phải chăng cô không ưa ăn da bánh bao, nên mỗi lần ăn đều xé lột lớp da bánh bỏ đi? Ký giả kinh ngạc nói: trời ơi, sư phụ, đúng là có việc này. Từ nhỏ con đã không thích ăn da bánh bao, vậy mà cũng có tội sao? Sư phụ cười nói: phải biết, phí phạm là tội rất lớn. Lương thực và thức ăn trong thế giới này có sứ mệnh để cho người dùng no bụng. Nhưng con vì không ưa, thấy không hợp khẩu vị nên bỏ nó, như vậy rất lãng phí. Phải biết, trên thế giới hiện nay còn rất nhiều người không có ăn và bị chết đói. Con phải cảm thấy xấu hổ vì điều này. Lại nữa, quốc gia nào cũng đều có người bươi bãi rác kiếm ăn, ngay cả các nước đang phát triển cũng không ngoại lệ. Những người đói kém này đều do đời trước đã lãng phí lương thực, chà đạp thức ăn, nên đời nay mới bị quả báo như vậy. Nếu đời trước ném bỏ đồ ăn, thì đời này sẽ phải đi kiếm nó về nuốt. Vì vậy, con phải tuyệt đối cẩn trọng, không nên phí phạm. Nữ ký giả tỏ vẻ ăn năn hỏi: con phải làm sao đây sư phụ? Phải phát tâm sám hối, từ đây về sau thệ không bao giờ lãng phí vật thực nữa, thì bệnh con sẽ dần dần lành. Nữ ký giả lại hỏi: con cũng lại lương hoàng sám có được không? Sư phụ cười hài lòng. Rất tốt. Không nên mặc tình làm hại cây cỏ. Một ngày vào năm 1993, một nông dân tên Thi, khoảng 33 tuổi, đến ngôi chùa lớn ở làng quê xin gặp hòa thượng diệu pháp. Hai năm trước, nơi vách thực quản của ông Thi mọc một ung bú lành tính. Khi phẫu thuật, bác sĩ đã cắt bỏ một đoạn thực quản và cho mây lại nối với bên trên rồi. Nhưng chẳng bao lâu, chỗ cắt tuy đã lành, song bên trong thực đạo nơi tiếp giáp với vòm miệng, chẳng biết vì sao lại mọc ra một mầm thịt tròn ngăn cản thức ăn, khiến ông đuốc gì cũng bị nghẹn khó khăn. Mặc dù không đau, nhưng bệnh nhân phải ăn từng chút một mới được. Được một năm thì ông Thi phải nhập viện phẫu thuật. Nào ngờ 6 tháng sau mầm thịt lại mọc ra tiếp, không thể phẫu thuật nữa. Bởi chẳng rõ nguyên nhân vì sao bú thịt cứ mọc mãi, ông Thi vì bệnh này mà hết sức thống khổ, mỗi lần dùng bữa giống như thọ cực hình vậy. May ông gặp ông bạn họ Chương, nhân vật chính trong câu chuyện Gà Trống Lông Vàng, xin đọc báo Ứng Hiện Đời tập 1 giới thiệu. Nên ông mới mạo muội tìm đến cầu xin hòa thượng giúp cho. Hòa thượng hỏi: ông có chặt qua cây nhỏ nào không? Đại khái thân to cỡ cái chày. Nông dân nhớ lại đáp: dạ, con chỉ đốn có một lần. Cây này á mọc tại bãi đất trống trước nhà con, nó mọc hơn một năm rồi. Sau đó con dùng cây rìu á chặt đi, hiện giờ cây rìu vẫn còn. Nhưng không lẽ do con chặt cái cây nhỏ xíu vậy mà con bị ung bú thực quản sao? Việc này quá lạ, ngoài sức tưởng, nên bệnh nhân rất hoài nghi. Cho dù thắc mắc lắm, nhưng ông Thi không thể không tin, bởi chuyện chặt cây xảy ra đã rất lâu, từ mười mấy năm về trước. Nhưng vì sao hòa thượng xa lạ này lại có thể biết rõ vanh vách như thế?
Hòa Thượng khai thị: Cây cối sinh trên đời là tạo phúc cho nhân loại, chẳng hạn như các việc xây chùa, dựng nhà, bắt cầu. Nghĩa là có tạo dựng chi, đa phần đều nhờ đến nó. Trong Kinh Địa Tạng từng kể rất rõ: sơn có sơn thần, địa có địa thần, thủy có thủy thần. Như vậy, thảo mộc vẫn có linh thần gá nương vào tu hành. Cho nên, trong lúc cây chưa trưởng thành, không nên tùy tiện chặt bỏ. Thứ nhất, làm lãng phí tài nguyên. Thứ hai, làm thương hại thọ thần gá nương, khiến họ có thể ôm hận, hành ông mắc bệnh để trả quả. Từ nay về sau, ông không nên mặc tình làm thương hại cây cối, hoa cỏ. Cho dù có phải phát trừ cỏ hoang, thì cũng phải vì nó niệm mấy câu Phật, rồi mới chặt gốc dẹp trừ. Bởi vì ở nơi gốc cỏ cũng có nhiều sinh mệnh tồn tại. Ông phải biết là các vị tu hành thời xưa, mỗi khi muốn chặt cây cối trưởng thành, cũng phải lên tiếng thông báo xin thỉnh thọ thần về nhà. Hơn nữa, ông nên phát tâm ăn chay, phải vì cây nhỏ đã chặt kia mà tụng ba bộ kinh Địa Tạng, thì ung bướu nơi thực quản sẽ dần dần tiêu trừ. Ông có tin hay không vậy? Dạ có, nhưng mà thầy chỉ con chỗ nào để con thỉnh kinh Địa Tạng về con tụng. Tới phòng kinh sách phổ thông của chùa mà thỉnh. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Sư phụ. Bệnh của ba tôi. Phật tử chúng ta thường hay tụng chú là ngữ ngôn văn tự của Phật Bồ Tát phát xuất từ trong thiền định. Trong khi Phật Pháp truyền sang Hán, đất Hán cũng có một số chú thế gian, tuy cố cánh không tuyệt hảo, nhưng vẫn có thể hiển linh, giải trừ tai nạn. So với Phật chú, cũng có thể thần kỳ hiệu nghiệm giống nhau. Chú gọi là Đà La Ni, dịch sang Hán ngữ có nghĩa là tổng trì, là giữ gìn thiền pháp không cho tán thức, và ngăn ác pháp không cho khởi. Chú còn được gọi là mật ngữ, vì Phạm Thiên và Nhị Thừa không hiểu. Chú còn gọi là chân ngôn, hàm ý Như Lai thuyết lời chân thật, không dối. Một số chú là do Phật phóng quang trong hào quang thuyết ra nên gọi là minh. Uy thần công đức chú Phật không thể nghĩ bàn. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói: A Nan, đây là câu văn bí mật vi diệu. Từ hào quang Phật đảnh tụ hội của mười phương chư Phật, mười phương Như Lai nhờ chú này mà đắc thành vô thượng chánh biến tri. Hàng hữu học các ông chưa hết luân hồi, phát tâm chí thành, đạt được A-La-Hán. Không trì chú này mà tọa đạo tràng, hiến thân tâm xa lìa ma sự, thì không có điều đó. Trong Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni cũng nói: nếu có người xuất gia tại gia nào hành trì chân ngôn, tụng chú này đủ 90 vạn biến, thì vô lượng kiếp tạo thập ác, những tội tứ trọng, ngũ vô gián, thảy đều tiêu diệt. Sinh ra thường được gặp chư Phật Bồ Tát, tài bảo phong nhiêu, thường được xuất gia. Trong Kinh Đại Bi Tam Đà La Ni nói: lúc tụng chú, mười phương chư Phật đều đến chứng minh, tất cả tội chướng đều tiêu diệt, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, phá trai phạm giới, phá tháp hoại tự, trộm vật chúng tăng, làm ô nhiễm hành thanh tịnh, tất cả trọng tội ác nghiệp như thế, thảy đều tiêu diệt. Chỉ trừ một việc, nơi chú sinh nghi, thậm chí tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được diệt, huống là trọng tội. Tuy chẳng diệt trọng tội ngay, vẫn có thể trồng nhân bồ đề về sau. Tôi ban sơ liễu ngộ sức mạnh và uy thần công đức Phật chú bắt đầu từ bệnh của phụ thân. Ba tôi đau bao tử nhiều năm, tùy theo tuổi tác tăng
bệnh bao tử càng ngày càng đau. Hôm đó, khi trời lạnh buốt, ba tôi ăn sáng xong thì lái xe đi làm. Đến trưa thì cảm giác bao tử nóng, muốn nôn. Ông mới ủa một tiếng, máu tươi tuôn ra giống như núi lửa phun trào vậy. Đồng nghiệp chung quanh sợ điếng hồn, không biết phải làm sao. Một người nhanh trí đỡ ba tôi dậy cho nằm nghỉ trên ghế sofa, rồi gọi điện báo cho tôi hay. Nhận được tin, tôi nhanh chóng đưa ba tôi vào bệnh viện cấp cứu. Do vội vàng nên tôi chỉ mang theo bình cuốn sách nhỏ có chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, thập chú. Lúc đến bệnh viện, ba tôi nằm trong phòng cấp cứu, mặt trắng bệch, không ngừng thổ huyết. Mẹ tôi ngồi bên cạnh lo lắng, chẳng biết phải làm sao, bà bật khóc. Trong phòng cấp cứu nhìn giống như địa ngục nhân gian, tiếng rên rỉ, khóc lóc, kêu la vang dội không ngừng. Có đủ loại bệnh tụ hội ở đây. Tôi đi liên lạc sắp xếp, đưa ba tôi vào một phòng tương đối yên tĩnh. Bác sĩ đến kiểm tra phòng nói: người này thổ huyết quá nhiều, nếu như không khống chế được á thì hậu quả xấu khó lường. Tối nay á, thân nhân nhớ chú ý quan sát, hễ thấy thổ huyết nữa thì phải lập tức cho truyền máu. Nghe bác sĩ nói, khó khăn lắm ba tôi mới đưa được tay lên khoác khoác, tỏ ý ông không muốn truyền máu. Tôi vội trả lời bác sĩ: dạ dạ, chúng tôi sẽ theo dõi, có gì thì sẽ liên lạc với bác sĩ liền. Đêm đó tôi không sao chợp mắt được, vì rất lo cho bệnh của ba tôi. Tôi đem hết lòng thành, cầm cuốn sách chú lên bắt đầu tụng. Nói ra xấu hổ, đây là lần đầu tiên tôi tụng chú một mình. Trước đây chỉ nghe tụng chú trên đĩa, cho dù có lúc phát âm không chuẩn, nhưng tôi tin thành tâm ắt có cảm ứng, Phật lực nhất định sẽ gia hộ cho ba. Tôi cũng không biết mình đã tụng bao nhiêu biến. Tôi cứ đọc mãi, cho đến khi tôi và ba của tôi cảm thấy toàn thân ấm áp thư thái, bầu không khí an lành bao phủ khắp phòng. Sáng hôm sau, ba tôi phải làm kiểm tra bao tử. Tôi thầm niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm, hy vọng kỳ tích phát sinh. Uy lực chú Phật quả không thể nghĩ tưởng. Trong quá trình kiểm tra, các bác sĩ đều há miệng ngạc nhiên. Họ cho rằng bệnh này rất nghiêm trọng, khó mà tin là có thể hồi phục nhanh chóng như vậy. Vết thương cũng đã lành, xem như khả năng bị ung bướu được loại trừ. Một tuần sau, ba tôi tái khám. Bác sĩ đưa kết quả là chứng bệnh viêm lở bao tử. Trong thời gian cha tôi nhập viện, tôi tụng thầm 7 bộ địa tạng và phóng sinh hồi hướng cho ông. Hơn tuần sau thì cha tôi hồi phục xuất viện. Việc này càng khiến tôi tăng thêm tín tâm, kiên định học Phật và tin vào sức mạnh không thể nghĩ lường của chú Phật. Tôi phát nguyện dùng hết sức mình làm đời ích chúng sinh, giúp nhiều người biết đến Phật Pháp, sớm lìa khổ được vui. Giải thích thêm, các chú Phật đều có công đức và sức mạnh không thể nghĩ tưởng. Chỉ cần không khởi niệm hoài nghi với chú, dùng tâm từ bi, bình đẳng, bồ đề, tâm cung kính, tâm làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, tâm như như bất động, tâm tỉnh táo sáng suốt, tâm thanh tịnh vô nhiễm mà trì chú, chắc chắn sẽ đem lại lợi ích cho chúng sinh, hóa giải oán cừu, chuyển ác duyên thành thiện duyên, được đại tự tại. Đại sư Ấn Quang nói: tụng chú quý ở chỗ thành tâm. Cho dù không biết nghĩa, nhưng nếu tinh tấn dốc hết lòng thành, cung kính trì tụng, lâu dần nghiệp tiêu trí sáng, có thể đạt được Phật ý. Chúng ta hãy y giáo phụng hành. Phụng hành: thiện niệm và ác niệm. Thiện niệm, ác niệm đều do tâm sinh, vì vạn pháp do tâm tạo. Chúng ta tu hành cần phải kiểm soát, tu trong từng cử tâm động niệm, quản lý tâm mình cho tốt. Nếu giữ được chánh niệm hiện tiền thường xuyên, thì tự nhiên y báo sẽ chuyển theo chánh báo, số bệnh tất được cải đổi. Nhà Phật thường nói,
khởi một niềm thiện, cung điện nơi thiên đường liền thành. Khởi một niềm ác, hình phạt nơi địa ngục chờ sẵn. Nếu có thể tiến lên triệt ngộ nguồn tâm, trụ nơi vô trụ, siêng tu lục độ vạn hạnh, ác việc giải thoát thành đạo đều có thể thực hiện. Người học Phật chúng ta, nếu tu đến thời tiết nhất định, sẽ có mài luyện đủ loại đủ kiểu hiện đến với bạn. Lúc ấy cần có tâm bình hòa, dẫn dục tinh tiến để vượt qua thử thách. Dưới đây là kinh nghiệm từ cuộc sống của tôi, hy vọng mọi người xem xong được lợi ích. Tiểu Vận là thằng em họ kém tôi 7 tuổi. Tính hết sức ngang ngược, bướng lì. Dì Dượng tôi rất cưng chiều nó. Hôm đó tôi tới nhà thăm dì Dượng, nhưng họ đi vắng. Chỉ có một mình Tiểu Vận trong nhà. Tôi vừa bước vào, nó đã kéo tôi lên mạng chơi vi tính. Bớt đắc dĩ, tôi phải chơi cùng nó một lúc. Do tôi ít chơi game nên rất mau thua, làm ảnh hưởng xấu đến số điểm, khiến em tức giận chạy đến xô tôi té xuống đất và trách: sao chị chơi tệ quá vậy? Nhìn khí thế hung hăng của em, tôi lấy giọng chị nghiêm nghị quở nó: em dám đối với chị dữ dằn như vậy hả? Bình thường nể dì Dượng nên chị luôn nhường nhịn, hôm nay chị phải dạy dỗ em mới được. Thế là tôi túm lấy nó, đánh vào mông nó một trận. Tiểu Vận bị tôi đánh khóc ầm lên, vừa khóc vừa chụp đồ đạc quăng ném lung tung. Đồng hồ, bàn, ly tách, các món đồ chơi đều bị nó làm vỡ hết. Tôi khuyên ngăn vô ích. Ngay lúc đó dì Dượng tôi về, nhìn thấy bãi chiến trường hỗn độn, dì Dượng Phật ý hỏi với giọng đầy trách móc: vậy làm sao? Trời, vì sao mà đồ đạc tùm lum vậy hả? Chẳng đợi tôi giải thích, Tiểu Vận vừa khóc vừa gào lên: là chị Hồng làm hết đó. Chị vừa đánh con vừa quăng đồ á. Không những làm con bị thương mà còn phá hư hết đồ chơi của con luôn. Ba ơi, mẹ ơi, chị thừa lúc hai người đi vắng đã ăn hiếp con như vậy đó. Tôi nghe em nói mà ngỡ ngàng đứng chết chân, ngạc nhiên tới há hốc miệng, á khẩu, cũng chẳng biết làm sao để giải thích. Dì Dượng tôi quá cưng em họ nên tin ngay. Họ giận dữ mắng tôi: tại sao mà con không có lương tâm, cư xử quá tệ như vậy hả? Con cũng từng ở đây một thời gian, sao lại đối với em ác như vậy? Cái con nhỏ này bụng dạ xấu xa độc ác, mau cút khỏi đây ngay, cút ngay. Tôi muốn giải thích nhưng dường như chuyện khó thể vãn hồi, đành dẫn nhịn nuốt giận quay về. Về ký túc xá, tôi khóc to một trận, thầm nghĩ: vì sao dì Dượng lại đối xử với tôi như thế? Rõ ràng là Tiểu Vận sai, nhưng họ chẳng cần phân rõ trắng đen, cứ mắng tôi xối xả. Tại sao? Tại sao chứ? Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Từ Đại Bi ơi, cầu xin Ngài gia trì giúp hóa giải mọi hiểu lầm giữa con và họ. Đêm đó tôi không ngủ. Một tuần trôi qua, tôi rất muốn đi thăm em họ và gặp dì Dượng để xin lỗi, vì bình thường họ đối với tôi rất tốt. Thế là tôi mua quà mang đến nhà họ. Vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi giật mình ngạc nhiên. Dì đang ngồi trên sofa bưng mặt khóc, còn Dượng ở cạnh bên thở dài não ruột. Dì Dượng ơi, có chuyện gì vậy? Tiểu Vận đâu? Dì Dượng chỉ vào phòng ngủ. Tôi bước tới, vừa nhìn thấy em họ thì giật mình thất kinh. Không ngờ một Tiểu Vận tuấn tú giờ đã biến thành cái đần độn ngớ ngẩn. Lưỡi em thè ra khỏi miệng, quẹo sang bên phải, nước dãi chảy nhỏ giọt giọt. Còn tai và gò má bên phải của em thì không ngừng co giật. Nó bị như vậy đã một tuần rồi. Dượng tôi bất đắc dĩ kể cho tôi nghe. Con đi rồi thì qua ngày sau, Tiểu Vận đột nhiên toàn thân co giật. Đến bệnh viện khám, bác sĩ nói đây là triệu chứng bại não, chỉ có thể điều trị từ từ, không còn cách nào tốt hơn. Phải làm sao bây giờ đi chứ? Chúng ta chỉ có một mình nó thôi mà.
Dì tôi ngồi bên nghẹn ngào chen vào nói, hai mắt đỏ chạnh, chứng tỏ dì đã khóc rất nhiều. Đừng lo, rồi sẽ có cách mà. Quay về ký túc xá, tôi cảm thấy việc này có liên quan đến tôi. Mặc dù Tiểu Vận, dì Dượng đối với tôi một bề ghét bỏ, dùng toàn lời ác dành cho, nhưng tôi là người học Phật, cần phải dùng thiện niệm và tâm từ bi mà đối với họ. Nếu như tôi thành tâm tụng kinh hồi hướng cho Tiểu Vận, có thể em sẽ dần hồi phục, gia đình sẽ bình an hài hòa. Thế là tôi bắt đầu tụng kinh Kim Cang, hồi hướng công đức cho Tiểu Vận. Kỳ tích xảy ra. 3 ngày sau, dì tôi mừng rỡ gọi điện khoe. Alo, con hả? Từ lúc con đến thăm thì trưa hôm sau bệnh của Tiểu Vận chuyển tốt lên rồi. Miệng và mặt nó hết bị co giật, có thể ăn cơm bình thường rồi đó con. Tiểu Vận đã kể hết sự thật cho dì nghe rồi. Nó đã làm sai và phải nhận lỗi trước con phải không? Thật sự xin lỗi con nha. Hôm ấy dì đã mắng quan con hãy tha lỗi cho dì nha. Tối nay con có rảnh không? Mời con đến ăn cơm với dì nha con. Thế là mọi việc tốt đẹp, an ổn hài hòa. Điều này làm tôi xúc động sâu sắc. Nếu như mỗi người học Phật đều có đủ trái tim từ bi, cho dù bị người khác khởi ác niệm với mình, bản thân cũng không nên nổi sân, mà phải nhờ vào sức mạnh của Phật Pháp, sám hối, hồi hướng. Nếu biết dùng thiện niệm đối đãi với mọi sự, mọi việc, thì nhất định sẽ có hảo báo, thu được kết quả tốt đẹp không ngờ. Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu người muốn biết ba đời tất cả Phật, nên quán tính Pháp giới, tất cả do tâm tạo. Người học Phật, trong lúc gặp nghịch cảnh, nghịch duyên, cần giữ chánh niệm, nên dùng tâm dẫn nhục, như bất động đối với mọi hoàn cảnh. Làm được vậy mới có cơ hội giải thoát. Kinh Kim Cang nói, tất cả Pháp vô ngã thành tụ nơi nhẫn. Nhân đây xin khuyến thế nhân, cẩn thận khi nói năng hành động, phải dình tâm giữ miệng, chớ nói lời vu khống người. Vì thiện ác nằm trong một niệm, phúc họa như bóng theo hình, nhân quả báo ứng luôn có thật. Lời người dịch. Đọc đến đây bạn có thắc mắc không? Tại sao có nhiều người ác khẩu, vu khống, tạo lỗi tương tự hoặc hơn cả Tiểu Vận mà họ đâu có bị gì? Phải giải thích, đó là tùy thuộc nhân quả, tùy những uẩn khúc trong cuộc sống mọi người. Tôi xin tạm giải thích như thế này. Nếu xúc phạm kẻ ác hoặc thường dân, không bị báo nặng bằng xúc phạm hiền dân, thánh dân. Hồi mới dịch xong chuyện này, tôi không tin, cho rằng có vẻ như người kể đang tự khoe khoang. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, Quả Hồng là Phật tử, không nói dối, và tu rất điên bật, giữ giới chu đáo. Do vậy mà lời cầu nguyện cô dễ đạt, và bản thân không những nhận được lực gia trì của thần hộ giới, mà cả đến chư Phật, nên mới chiêu cảm kết quả như trên. Đọc trong kinh sử, ta thấy ghi chuyện một vị sư già thời Phật đã từng chứng thánh, nhưng miệng cứ nhai đi nhai lại rất khó coi. Nguyên nhân bắt nguồn từ kiếp xa xưa. Thuở đó ông là một chú tiểu, tình cờ thấy một vị sư già tụng kinh, ông đã cười nhạo chê rằng sư tụng giống hệt trong nhai cỏ. Không ngờ vị sư này đã chứng A-la-hán, do lỗi xúc phạm thánh dân mà sa di đó 500 đời miệng thường nhót nhép giống trâu nhai cỏ. Cho đến kiếp cuối cùng này, dù đã chứng A-la-hán rồi, vẫn còn phải tiếp tục trả báo xưa. Ngoài tác động luật nhân quả, mắng người thì bị người mắng, hại người bị hại lại, thì việc vô cớ vu oan đổ lỗi cho hiền dân hay một người chỉ giữ ngũ giới nghiêm ngặt thôi, thì cũng khiến cho đương sự có thể chiêu vời báo ứng xấu cho mình. Giống như câu chuyện Quả Hồng vừa kể là một chứng minh. Vì vậy Phật thường khuyên ta cẩn ngôn và luôn nhắc, họa nằm nơi đầu lưỡi. Thằng cháu quý. Tưởng cư sĩ năm nay hơn 70 tuổi, thường tham gia Phật thất, nhưng bà có chứng bệnh tim khiến bà niệm Phật không được chuyên nhất. Nguyên do chính là tại thằng cháu nội tên Lư, 17 tuổi, thường theo ông xã bà, tuổi gần 80, kêu to hét lớn ép bà làm những việc nó cần. Từ việc thay y phục hàng ngày
cho tới cung ứng cơm nước phải hầu nó ngày ba bữa, thậm chí còn sai bà tới nhà bằng học lấy những thứ nó cần nữa. Con trai bà điều kiện kinh tế rất khá, có ngôi biệt thự xây kiểu hiện đại tối tân, sở hữu điền sản, nhà xe đều rất nhiều. Rất muốn thằng con về ở chung, nhưng thằng Lư từ nhỏ chỉ thích ở với ông bà nội. Song ngày ngày nó luôn quấy phá hành hạ, làm phiền hai ông bà đủ điều. Bất kể ông bà nội đối tốt đến mấy, nó luôn trở mặt lợt lộng, cáo gắt vô lễ, lúc bực tức còn đá nhà đá cửa, quậy một trận văn tưng bừng nó mới chịu yên. Tưởng cư sĩ than: Có thằng Lư ở nhà, hai vợ chồng chúng tôi miệng dù có niệm Phật á, tâm cũng chẳng an được nữa. Tôi nghe xong hết sức cảm thông và tội nghiệp họ, vì vậy bèn thỉnh giáo hòa thượng diệu pháp. Sư phụ trầm ngâm một lúc rồi ôn tồn bảo: Hai ông bà này kiếp trước cũng là vợ chồng, ngụ ở nông thôn. Họ có nuôi một con lừa. Con lừa này bình thường giúp họ trồng trọt, chở đồ, đưa họ ra chợ, đi về. Nó làm mọi việc rất vất vả, nhưng an toàn rơm khô, không xứng với công sức nhọc nhằn của nó. Lại còn hay bị chửi mắng, đánh đập. Đến khi con lừa già, họ đem nó bán cho lò mổ. Hiện nay, thằng Lư chính là con lừa chuyển sinh làm người đến đòi nợ họ. Hai ông bà phải nhanh chóng đến trước Phật sám hối tội ngược đãi con lừa kiếp xưa, và mỗi ngày phải tụng một bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho nó, chứ vậy mới có kết quả tốt. Nếu không, tương lai cả hai sẽ bị nó làm cho tức chết. Tôi đem lời hòa thượng thuộc lại cặn kẽ cho Tưởng cư sĩ nghe. Bà cực kỳ tin và nói: Thằng bé này đúng là con lừa, hèn gì mà nó hay đá và tính khí vô giận thất thường. Chọc tôi bị nó chọc tức đến nỗi lên tăng xong, mấy ngày trước còn bị hành đến đau tim. Nếu nó cứ quậy theo cái mẫn này mãi thì chắc chắn là cái mạng già của tụi tôi sẽ tiêu đời. Lần này đã biết rõ nguyên nhân của não phiền rồi, họ nhất định sẽ làm y theo lời sư phụ dạy. Hơn một tháng sau, Tưởng cư sĩ gọi điện tới nói: Tôi xin báo tin cho tôn huynh và hòa thượng diệu pháp hay. Tôi và ông xã hàng ngày kiên trì tụng kinh Địa Tạng sám hối lỗi đã qua trong quá khứ. Từ hồi bắt đầu tụng tính đến nay đã 39 bộ rồi. Suốt thời gian này thằng Lư chỉ quậy có một lần, miệng hét la quát mắng không còn nữa. Hơn nữa hôm qua thầy giáo còn biểu dương khen nó tính chất phát, ưa giúp người, thật khiến hai vợ chồng già chúng tôi mừng đến rơi lệ. Nói xong bà buộc miệng tán thán: Quy lực kinh Địa Tạng quả là cực lớn, không thể nghĩ lường. Phật pháp thật là diệu kỳ. Hiện tại chúng tôi tu hành, tính tăng càng tăng kiên cố. Pháp Quang Kỳ Án. Một buổi sáng tháng 7 năm 1978, tại một cao nguyên huyện Đài Bắc, hai vợ chồng Thái A Vượng và người bạn thân Lâm Tuần Sa cùng quẩy gánh lên núi hái trái vải. Khi đi ngang qua một hang động bỏ hoang lâu năm, thì bỗng thấy từ trong chạy ra ba con chó, miệng của chúng ngậm nội tạng của người đang nhỏ máu ròng ròng. Anh Sa hiếu kỳ rón rén bước vào động xem sự thể như thế nào, nhưng cảnh tượng đáng sợ trước mắt khiến cho anh kinh hoàng đứng chết sững. Một tiên sinh hơn 60 tuổi đang nằm trên vũng máu, ngực, bụng bị xé rách, nội tạng thì bị ba con chó hồi nãy ngoạm chạy ra ngoài. Càng khủng hơn nữa là ngồi bên xác chết là một cô gái điên đầu tóc bù xù, đang cầm khúc ruột của nạn nhân quấn quanh cổ chơi đùa. Anh Sa sợ đến lông tóc dựng đứng, vội quay đầu chạy ra khỏi động, lập tức cùng với vợ chồng anh Vượng đi báo án. Cảnh sát được tin vội đến hiện trường, nhìn thấy nạn nhân ngoài việc bụng và ngực bị môi khoét trống rỗng thì các chỗ khác không bị thương chi. Điều khó hiểu là cô gái điên bên cạnh vì sao không bị tổn hại gì, tại sao mấy con chó chỉ cắn lão già
mà không cắn cô. Bao nhiêu nghi vấn nổi lên. Tính chất vụ án kỳ bí này như thách thức khả năng chuyên môn của những người trong ban phá án. Nhờ sự hợp tác giúp đỡ của dân chúng, cảnh sát đã nhanh chóng điều tra tên người chết là Liêu Ký Đức, còn cô gái điên tên là Liêu Tú Tú là con gái ông, hiện bị tâm thần nặng. Họ ngụ tại trấn Thọ Lâm gần đây. Căn cứ theo hồ sơ thì năm 1949, ông Đức theo chính phủ quốc dân tới Đài Loan làm thẩm phán 28 năm. Ông có kiến thức luật phong phú nhưng tâm bất chánh, tính tham tài háo sắc cực độ, là vị quan tham nhũng tiêu biểu. Từ một năm trước, ông đã nghỉ làm về hưu, ẩn cư tại trấn Thọ Lâm. Xin kể sơ vài việc của ông như vậy. Vào năm 1953, một vị quan thuộc ngành hải quan Đài Bắc tên là Ngô Đồng Đoan do tham ô mà bị tòa sơ thẩm tuyên án 10 năm tù. Trong lần tái xử án thì do thẩm phán cũ đã chuyển đi, ông Đức được bổ đến nhậm chức xử lý tại pháp đình. Thấy tình nhân của ông Đoan là Phấn Châu cũng đã dự tính, do nàng rất xinh đẹp mỹ lệ nên thẩm phán Đức cứ nhìn chòng chọc không rời. Sau đó còn cố ý ra oai quát nạt ông Đoan, hâm rằng án tù 10 năm là quá nhẹ, nếu tìm ra tội chướng mới ông sẽ phán ít nhất là 15 năm. Ông Đoan nghe vậy quá sợ, chắp tay van cầu phán quan bao dung giảm án cho. Nhưng ông Đức không chấp nhận. Mấy ngày sau, ông Đức chủ động gọi điện hẹn gặp riêng luật sư biện hộ cho ông Đoan và nói úp úp mở mở rằng án của ông Đoan có thể nặng mà có thể nhẹ. Nếu như người đẹp Phấn Châu chịu ra mặt cầu xin thì may ra sẽ chuyển đổi được. Nghe thế, luật sư đã biết tổng bụng dạ của ông Đức, bèn hứa sẽ thuyết phục ông Đoan đồng ý cho Phấn Châu đến hầu hạ ông Đức một tuần. Nhưng xong việc, ông Đức vẫn không hài lòng, còn bắt người nhà ông Đoan phải nộp một khoản tiền kết xù. Cuối cùng, khi tài sắc đã vơ vét ưng ý rồi, ông Đức mới tuyên bố giữa tòa là tội chứng không đủ và tuyên phán ông Đoan bị 6 tháng tù, nhưng cho phép nộp tiền phạt thay cho ngồi tù. Thực tế là xem như vô tội, ông Đức đã tự tiện phóng thích phạm nhân, một tay che cả bầu trời. Ông Đức một mình đến Đài Loan làm thẩm phán chỉ mới mấy năm, nhờ tham ô mà giàu to. Qua bạn bè giới thiệu, ông cưới Thúy Đào, một cô con gái nhà nông nhỏ hơn ông 13 tuổi. Cô gái này vừa hiền vừa kiều diễm, năm sau thì sanh hạ bé Tú Tú. Đáng tiếc là lúc Tú Tú 2 tuổi, Thúy Đào bị ung thư ngực qua đời. Ông Đức do bận rộn công vụ nên đối với con thiếu sự chăm nom. Vì Tú Tú trong một lần cảm mạo phát sốt quá cao, do không kịp đi bệnh viện mà biến thành ngớ ngẩn trầm trọng. Đối với cái chết của vợ và con bị gây gô là hai đả kích rất nặng. Nhưng ông Đức chẳng mảy may hiểu biết để thức tỉnh rằng đây là quả báo do mình thiếu đức. Ngược lại, ông càng ra sức lợi dụng chức quyền để tranh danh đoạt lợi, vơ vét cho đầy túi riêng, còn lớn tiếng khoe khoang rằng với chức quyền và danh vị cũng như tài trí và mưu lược của ông thì sẽ có vô số mỹ nữ tìm đến nộp mạng và vàng bạc sẽ tự động đổ vào túi ông. Vì thế trong suốt 28 năm cầm quyền, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, ông toàn làm những điều thương luân hại lý, giở đủ thủ đoạn hạch sách, bắt chẹt và tạo ra vô số án oan, án mạng. Có nhiều người vì ông ăn đút lót tuyên án oan, uất ức sinh bệnh chết trong tù, vợ bất bình tự sát, biết bao gia đình nhà tan cửa nát. Vì ông có quyền cao chức trọng mà không có lương tâm, trong thời gian làm thẩm phán, ông đã hại chết biết bao nhiêu sinh mạng, hủy hoại nhiều gia đình, tội ác dẫy đầy. Năm 1977, cuối cùng thì ông Đức cũng thoái hưu, và cùng với một quả phụ ẩn cư tại cao nguyên thuộc trấn Thọ Lâm. Một sáng nọ, ông dẫn con gái đi dự lễ ngang qua cửa động thì Tú Tú đòi vào nghỉ một chút. Ông chiều ý con, và khi ông bước vào động
thì đột nhiên có ba con chó xông đến, khí thế dữ dằn, nhắm thẳng vào ông, nhe răng bén, vươn móng vuốt hung ác cào ngực, xé bụng ông. Chưa đầy mấy phút, chúng đã đôi hết ngũ tạng lục phủ của ông ra, và ông Đức lìa đời trong thống khổ tột độ. Ba con chó đào phủ thực hành án tử cho ông Đức rất mau. Khi hoàn thành sứ mệnh rồi thì chúng chạy đi như làn chớp, biến mất tâm, không để lại dấu vết. Chỉ còn Tú Tú ngồi bên cạnh, mặt mày cực kỳ vui vẻ, thản nhiên cầm rùa của cha quấn quanh cổ chơi, bộ dạng rất đắc ý, như thể vừa làm được việc gì tốt lắm vậy. Trước vị thẩm phán là chấp pháp công minh, là thi hành quốc luật, không thiên vị riêng tư. Nhưng ông Đức bị sắc tài làm cho mê bụi, toàn lạm dụng chức quyền để thu lợi cho mình, phụ lòng quốc gia và nhân dân ký thác. Báo ứng hiện tiền của ông là bài học cảnh cáo thế dân, cho dù có tránh được pháp luật trừng trị thì cũng chẳng thể nào tránh được báo ứng nhân quả. Nên nói, thiên lý chí công, trốn một lúc nhưng không trốn được cả đời.